mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines dự báo sẽ đi vào Biển Đông. Vào 13 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giờ cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khá nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Dự báo đến 13 giờ chiều mai, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 6 cấp 7 giờ cấp 9. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm nay, nhiều vùng biển có sóng cao và biển động mạnh. Cụ thể thông tin về thời tiết biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Trời còn có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng được cảnh báo cho các vùng biển phía nam trong đêm nay và ngày mai, từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và khu vực hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong mưa dông, bà con ngư dân cần chú ý quan sát khi di chuyển tàu do tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km. Khi biển có sóng cao, gió mạnh, việc đánh bắt rất nguy hiểm, nhất là đối với các tàu có công suất thấp. Để đảm bảo an toàn, thì bà con cần chuẩn bị sẵn các phương tiện cứu hộ như phao tròn, áo phao, đèn chiếu sáng để có thể phát hiện với các tàu cá xung quanh trong trường hợp gặp nạn để có thể nhận được sự trợ giúp. Với vùng biển từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận trong đêm nay xảy ra ít mưa. Ngày mai có gió hoạt động cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Thông tin về thời tiết tại Quảng Ngãi. Thời tiết Quảng Ngãi ngày hôm nay nhiều mây, có nắng với mức nhiệt dao động là từ 24 đến 31 độ. Còn ngày mai ngày 20 tháng 10, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm mai dự báo có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ ngày mai đến sáng ngày 23 tháng 10 là ở vào khoảng 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở ven các sông suối nhỏ và các huyện miền núi như Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long. Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông và các đô thị. Bà con sinh sống tại các khu vực này cần hết sức chú ý. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào, ngày có mưa to và dông, đề phòng sấm sét và gió giật trong dông. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Thị xã Đức Phổ có mây, xuất hiện mưa rào, có nơi mưa to, cẩn thận sấm sét. Thị trấn Ba Tơ nhiều mây, đêm có mưa rào, ngày có mưa to và dông, đề phòng sấm sét và gió giật trong dông. Lý Sơn có mây. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai đến ngày 24 tháng 10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời chuyển mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn có nắng yếu, mây thay đổi, phía bắc khu vực vào chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm từ 20 đến 80%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa và dông. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, mưa rào đến mưa to vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 90 đến 91%.